Kenzie. Hey Kudo, turn it up. Lúc kia phải lấy mình chiều hồn vượt đâu bao nhiêu khi mà anh cũng chẳng muốn nhớ thời gian trước khi mà ban nữa anh làm liều mà anh cũng rõ thêm một lần chỉ một ít đó không nhiều để cảm xúc của anh lại nhanh chóng tăng hay để với anh thêm nhiều những gì anh muốn khi mình chiều anh muốn nói với em nhiều điều là chỉ muốn có anh và đôi chúng ta là như giữa anh gặp riêng mặc kệ ở đó anh không bình thường là một giấy đã không bình thường dù việc kia có vợ được tan thế anh vẫn tin anh đang làm được mà anh vẫn hơi lớn số ngoài thường chẳng bao biết bao nhiêu đồng thường còn làm mấy kinh như trời chờ với anh vẫn cứ đứt tay đứt cơ đồng kia mày phải lên vì chiều một vật đâu bao nhiêu điều anh cũng chẳng muốn nhớ thời gian trước khi mà ba lỡ anh làm liều mà anh vẫn có thêm một lần chỉ một cái đó không nhiều để cảm xúc của anh lại nhanh chóng tăng hay để với anh thêm nhiều 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 hạnh phúc khi về chiều anh muốn nói với em nhiều điều anh chỉ muốn có em và đôi chúng ta là như gió anh gặp rồi mặc kệ họ nói anh không bình thường anh vẫn giấy đã không bình thường dù ngày kia có bao nhiêu thân thế anh vẫn tin anh đang làm được và anh vẫn hơi lớn so ngoài thường chẳng bao biết bao nhiêu đâu thường còn đang bế kín như trời chờ với anh vẫn cứ đứt tay đứt cơ Em sẽ bên vai trong tim đây, vẫn là mau đâu mà mất đi sao lại như vậy. Yeah I don't know, anh dẫn đến BBA. Nếu chẳng có đôi nhịp lớn đâu anh tiêu gần. Anh chưa mong mai có anh muốn nhịp bay nhịp nắng lên. Chơi đêm vai đâu đâu bán tay chơi anh say. Lên một cơ đồ anh sẽ tìm tên chiếc xe